chạy với các bạn về cái thẻ nhớ RAM ha. À, lúc trước mình cũng mua anh cái à, 32 GB đây, xài ổn. Còn độ bền thì mình chưa biết do mình chép dữ liệu vào mà, chứ mình chưa có xóa nhiều cũng chưa có copy nhiều ha. Thì tốc độ thì mình nghĩ nó cũng lẹ đó. Mình quay video 4K thì thấy bình thường mượt. Thì mình chia sẻ với các bạn là cái mới mình mua đây. Thì thường tất cả những cái bộ mà mình khui hàng thì nó có kèm cái địa chỉ các bạn nha. Các bạn nào ở khu vực nào thì chúng ta đến địa chỉ đó chúng ta mua luôn, không cần phải thông qua online, Lazada, Tiki, Shopee, vân vân. Rồi, điều kiện đủ thì chúng ta đến, còn không thì chúng ta mua online, đợi 2 3 bữa hay là tùy theo xa gần mà người ta giao nhanh hay chậm ha. Thì cũng giống như cái hãy nhớ mới bắt đầu mình giới thiệu các bạn luôn. 32 GB người ta có bao bì nhìn hơi gớm quá. Rồi, nói chung là cũng không quá cầu kỳ. Nhất tính computer này mình cũng mua mấy 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 lần rồi ha. Còn một hai sản phẩm nữa của nhất tính computer luôn có shop mình chưa khui hết. Giờ mình khui trước chừng này đi, tại mình hết dung lượng rồi. Mong các bạn thông cảm với mỗi cái video mình mà hay bị ngắt ngang á, là mình thực sự không phải là mình tự ý ngắt ngang đâu, tại không còn đủ dung lượng. Mình chứa nhiều video quá mình xóa không kịp. Rồi mình làm việc nữa. Mình bị trên live mà, mỗi ngày cả ngàn tin toàn hình ảnh nhiều nữa nên dung lượng mình nó đầy liên tục. Bộ nhớ của mình có 32 GB mình xài không đủ. Nhớ trong. Nói chung là cái này là cái thứ hai cùng shop và cùng thương hiệu luôn ha. Game mắt. Rồi, nào mình xem mẫu mã ha. Game mắt này hôm trước mình mua cho em mình cái hub USB dùng cho cái MacBook Pro của em đó. MacBook của em nó bằng mấy triệu. Xài khá là ổn. Thì cái thương hiệu này mình thấy từ sản phẩm đó dùng ổn mình cũng tin tưởng phần nào ha. Mình tay quay Đài Loan mình nha. Rồi mình sẽ vui hợp cái phần trên này nó có cái nắp các bạn ha. Nó có cái nắp ở đây nè, trước mình biết rồi. Này thì giữ lắm vô rồi nó bung hơi gớm luôn, hư hư nguyên cái hộp của người ta. Đó, dỡ nhẹ ra cái ra các bạn nha, không cần phải bắt đầu không biết bình nại này bung nhìn hơi gớm cái hộp của người ta. Rồi, thì các bạn cũng dễ đổi trả ha. Tính thích tab nè, máy USB, rồi điện thoại, máy ảnh. Rồi, thông số cũng không có liên quan gì nhiều, chủ yếu là em nó thôi, sản phẩm em nó thôi. Main DIY cái tem thì cũng không có sáng lắm, không giỏi lắm. Tem này cũng bình thường thôi nha. Có cái mặt trên thì cái nhựa nó hơi hơi bóng. Là lớp sơn. Lớp sơn. Thì nói chung là hai hai cái này bên trái là thẻ mới mọi nha. Bên phải là thẻ cũ nè. Giống giống nhau, chẳng khác nhau là mấy ha. Đây, hệ cũ thì nó nhìn cũng hơi cũ. Nhìn giống thì bây giờ test thời gian thêm mình sử dụng coi như thế nào. Đây, chia sẻ với các bạn hai cái tem này khác nhau mà nha. Tem bên phải này có ống ánh nè ha, ống ánh nhẹ quang nè ha, màu vàng kim và những màu khác. Bên trái này mình không thấy cái màu gì đặc biệt. Mình không biết là phải cùng nhà cung cấp cho shop hay không, không biết. Mình kỹ lại cái chữ bên trong thì đúng là một một thương hiệu của mình nha. Có chữ A nè. Chia sẻ với bạn ngắn thôi. Video sau mình còn chia là lên nhiều cái sản phẩm.
sau. Rồi, xin chào.